mời Đức Cường ơi, Đức Cường ơi. Thì cùng ghi với đoàn cũng có các bạn khu vực. Anh Cường ơi. Rồi mà anh Cường lên đọc tuyên thệ. Hứa cả đời xe cậu. Hài quá à. Kính mời ông Châu Long Vĩ lên cái kiến phát biểu của buổi lễ hôm nay ông vậy. Hôm nay giàu nữa nha. Giờ này làm ăn được chứ ta. Hắn có lá quá. Cái lẽ chiều sáng phải đổi áo lại nha, mỗi chỗ phải đổi áo khác. Nên báo một áo một. Áo này nổi. Kính thưa quý vị, có mặt trong buổi hôm nay đại diện gồm có đại diện chính quyền xã, thầy Thích Minh Trí của trường Lâm Bửu, cùng anh em có hội xây cầu Chính Kiến và bà con địa phương. Thì hôm nay thật sự là vui mừng, thì sau một thời gian thì chúng tôi đã hoàn thành cây cầu đúng như dự định. Thì mong rằng cây cầu này nó sẽ giúp cho bà con đi lại thuận tiện hơn để các em nhỏ nó học hành.